Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Nhật Bản anh em. Rồi giới thiệu cho anh em một cây hướng kẹp nè. Đó, cây này ba tắc anh em, có giống xích nha. Mitu Toyo ha. Đó, đây rõ ràng nha, mới keng nha anh em. Hoạt động bình thường ha. Rồi thì con này em bán với giá là 550 anh em ha. 550 nhưng mà đủ bao xếp anh em. Mitu Toyo 550 ha. Mới keng xe ven nha anh em. Đó. Rồi anh em mua thì liên hệ em nha, qua số điện thoại tôi ghi dưới phần tiêu đề nha. Đó, mua thì liên hệ em liền, em lấy về cho anh em, cho em đang ở ngoài bãi nha. Em bữa anh em nào có hỏi cảo nè, có cảo nè. Cảo C, cảo F được ha. Rồi. 550k chỉ phải đủ bao ship nha anh em ha. Ba tắc nha. Nó ba tắc chứ mình đo gạch, ba tắc rưỡi nha, ba tắc rưỡi và ba tắc 3 nha. Rồi.